Dạ, xin chào các chú, các anh và các bạn thân mến. Dạ, trong video này thì em sẽ nói về một cái trường hợp là lá mai của mình nó bị vàng lá hơi hơi, còn nặng nữa thì bị vàng lá gân xanh sau Tết. Thì sau khi mình ăn Tết xong rồi đó, thì cây mai của mình thường hay là nó có cái biểu hiện là bị vàng lá hơi hơi, còn nặng là vàng lá gân xanh. Thì trong video này thì em sẽ nói về cái trường hợp này và cái cách để mà mình khắc phục nó, để cho nó không bị vàng lá, hay hoặc là năm sau mình sẽ có một cây mai lá mai đẹp không bị vàng lá các bạn. Thì cái trường hợp này á, thì theo em nghĩ hầu như tất cả các anh và các bạn đều phải gặp phải sau khi mình ăn Tết xong. Là thì nếu như em nói có hay á, thì các bạn các anh có thương em đó thì hãy nhớ cho em một like, và bạn nào mà chưa đăng ký đó thì hãy đăng ký ủng hộ giùm tinh thần cho kênh em nha. Thì đầu video này á, thì em sẽ quay lại một số cái lá mai mà em chưa xả tàn, và em sẽ quay một số cái lá mai mà em xả tàn hôm trong Tết đó. Thì mấy cái mai này em thường quay cho các bạn xem đó, thì em sẽ quay cho các bạn coi cái từng lá mai của em nha. Thì cái cây mai này á, thì em chưa xả tàn nè các bạn, chỉ cắt trái cắt bông bỏ và thay chất trồng, có đăng lên cho các anh và các bạn coi đó. Thì mấy tháng nắng này em đậy lại như thế này nè. Thì bây giờ mình quay cái lá mai. Lá mai thì các anh thấy nè, nó xanh, nó không có cái biểu hiện bị vàng lá hay hoặc là vàng lá gân xanh gì hết. Đây là những cái lá mà nó ra hôm trong Tết nè. Còn mấy cái nhánh mà nó em cắt bông cắt trái bỏ rồi đó, thì bây giờ nó bắt đầu nó đâm những cái đọt mới rồi nè. Thì tất cả lá mai đều không có lá mai nào bị vàng lá hay hoặc là vàng lá gân xanh gì hết các bạn. Nói chung lá mai của cây mai này tốt nha, chắc trồng vào mấy tháng nắng này thì em đậy là như thế này nè. Còn cây mai này thì em cũng chưa xả tàn nè, chỉ cắt trái cắt bông bỏ thôi, còn chắc trồng của nó thì chắc chắc trồng mới, chưa có thai các bạn, mới trồng khoảng chừng năm mấy gì, năm gì đó. Thì tất cả lá mai của cây mai chưa xả tàn này đều xanh đậm tốt, nói chung là tốt đó các bạn. Em cũng vừa phun sương đó các bạn, mình chịu khó phun sương nước lạnh trên trên tàn trên lá vào mấy tháng nắng này á, ngày phun vài lần. Nói chung là lá mai tốt đó nha. Cái cây mai này á, thì em xả tàn hôm trong Tết nè các bạn. Nè các bạn coi bộ lá nè, nó to như cái bàn tay em, mà nó dày mà nó xanh đậm nha, nó ra được mấy cây đọt nè. Nè các bạn thấy em xả tàn nè, em xả tàn em bấm nè, em bấm là cái đọt của nó ra ngay chân ở chỗ mình bấm luôn nè các bạn, thấy không, nó không có bị dư đầu nè, thấy không, chính xác. Thì cây mai này bộ lá nó nói chung là đẹp đó các bạn, nó không có bị vàng lá gân xanh gì hết, chỉ có một hai lá nó bị hơi nè, cái này kêu là bị bệnh nè, không sao, nó bị một hai lá thôi các bạn. Nói chung cây mai này thì bộ lá nó đạt khoảng 95-98%. Còn cái lá mai này, lá mai của cây mai phôi em mới trồng nè. Nè các bạn coi bộ lá nè, em cũng vừa phun sương nước lạnh nè các bạn, một ngày em phun 3-4 lần luôn, chỉ phun sương thôi. Mấy cây này không được tưới nước nhiều các bạn, tưới nước nhiều là chết cây nha, cây mình si luôn á. Còn cây mai này thì em xả tàn bữa mùng 2, mùng 3 Tết gì đó. Thì các bạn coi bộ lá nè, những cái vết cắt mà mình xả tàn đó, bắt đầu nó đâm chồi hết rồi nè. Bữa nay nó đâm cực kỳ mạnh, đâm xum xê luôn nè các bạn, thấy không. Còn những cái lá nào ra trước thì bắt đầu nó xanh. Nói chung là bộ lá đẹp luôn. Còn hai cây mai này xả tàn hôm trong Tết đó nè. Các bạn coi bộ lá đi. Cái thằng cây mai này nè, em ghép cái giống mai là Dảo Phú Yên. Là lá mai của nó nhỏ giống như thọ hương các bạn. Nói chung là dày xanh đậm nè. Còn cái lá mai đó thì thôi khỏi nói rồi, đẹp nha, dày và xanh đậm, không có lá mai nào bị vàng hay hơi hoặc là bị vàng lá gân xanh gì hết.
Rồi thì em sẽ mời các anh và các bạn cùng em để mà em giải thích nguyên nhân tại sao mà mình sau khi ăn Tết rồi cây mai của mình thường hay có cái biểu hiện là bị vàng lá hay hoặc là vàng lá gân xanh nha. Giờ đây trên màn hình của em là ba cái lá mai, hai cái lá mai này á là bị vàng lá gân xanh nè, các bạn thấy không, nó vàng lá mà nổi gân gân lên hết, thấy không? Và một cái lá mai này nó bị vàng lá hơi hơi nè, giống như là bị thiếu phân vậy đó các bạn. Nhưng mà thực tế nó không phải thiếu phân nha, bởi vì ba cái lá mai này là chính cái tay em bẻ của cây mai nhà em thì em biết được cái tình trạng của cây mai nhà em không bị thiếu phân, mà cái này là do bị bệnh các bạn. Thì sau khi mình ăn Tết xong rồi đó thì cây mai của mình đó, nó thường hay có cái biểu hiện là bị vàng lá gân xanh như thế này, hoặc là nó bị vàng lá hơi hơi như thế này. Nãy giờ thì em đi kiếm, em lục kiếm được ba lá và em bẻ để làm minh họa cho các anh và các bạn coi nè, cái trường hợp nó như thế này. Thì sau khi mình ăn Tết xong rồi đó, sau khi mà mình xả tàn cho cái mai đó, hoặc là cái mai nào mình không xả tàn đó, thì nó thường hay bị xuất hiện những cái loại bị vàng lá gân xanh hoặc là bị vàng lá hơi như thế này, khá là đa dạng các bạn. Thì đây đây là hai lá vàng lá gân xanh. Cái này kêu là bệnh nấm hồng nè các bạn, nấm hồng trên cây mai. Và cái cây này á, là nó cũng bị tương tự như thế luôn, nó tự tự giống như là bị thiếu phân vậy đó các bạn. Nhưng mà thực tế mình tìm hiểu sâu về nó thì không phải thiếu phân. Thì cái lá mai này nè, nếu như cây mai nhà của các anh á, thì các anh nhìn cái lá nó bị hơi hơi vàng vàng hơi hơi nên yếu ớt, phải không? Thì các anh phải nhớ lại xem cây mai mình có bón phân điều độ không. Nếu mà mình bón rồi mà nó vẫn bị như thế này là thực tế cây mai của anh không phải là thiếu phân nha, còn cái này là bị bệnh nấm hồng rõ ràng luôn nè. Chính xác thì nguyên nhân á, nguyên nhân mà nó xuất hiện nhiều sau Tết đó các bạn, là cái thứ nhất là nó do thời tiết nè, thời tiết nắng nóng ha, rồi cái chất trồng trong chậu của các anh á, cây mai của các anh xả tàn rồi hoặc là bộ lá nó còn non, các anh tưới nước nhiều nè, dư nước, dư khi mà nó dư nước rồi đó thì gặp thời tiết nắng nóng lên, cái que ngang chất chồng trong chậu của mình nó có cái độ ẩm, nó có độ nóng cực kỳ là nóng các bạn, thì cái lá non mà trên cây mai của mình nó ra đó là bắt đầu nó có biểu hiện là bị vàng lá gân xanh như thế này, kiểu như là nó tạo ra cái nấm hồng trong chất chồng các bạn, nóng nó. Thì cái cách khắc phục á, thì sau khi mấy anh thay chất chồng hoặc là mấy anh xả tàn cho cây mai thì mấy anh phải che mát cho nó, che mát trên tàn á, kiếm lý lam mình che mát, còn cái phần chất chồng thì các anh đậy lại giữ độ ẩm vừa phải, không có được tưới nước nhiều. Đó là cách khắc phục hiệu quả. Thì cái cách làm này thì cũng giống như là cái cây mai đầu tiên mà em quay trước cửa nhà em đó, cái cây mai mà em mới thay chất chồng đó, thì em chất chồng đó thì trên mặt chậu đó em đậy cái bao lại đó, thì các anh nhìn cái bộ lá cây mai đó đó không có bị vàng lá hơi hơi hoặc là vàng lá gân xanh gì hết. Đó là cách khắc phục vào cái mùa nắng nóng này các bạn. Còn chất chồng của nó, sau khi các anh thay chất chồng thì các anh lấy dưỡng rễ dưới đi romidon mình tưới cho nó, tưới nó một lần rồi mình đậy lại che mát cho nó, thì chất chồng của mình nó không có độ nóng các bạn, lúc nào nó cũng là lạnh lạnh hết trơn. Cây mai đó đó thì mỗi buổi trưa em ra em thí nghiệm thử, em bóc em xớ lên coi thử, thì bóp vào trong tay thì nó lạnh, nó mát đã lắm các bạn, nó không có nóng. Còn cây mai của các anh mà không đậy lại á là nó có cái độ nóng, độ nóng là que ngang nó biểu hiện trên cái lá mai non á, cái lá mai non giống như là con nít mới lớn vậy đó, nó dễ bị nhạy cảm lắm các bạn, nóng là nó cũng bị hoặc là thời tiết nó cũng bị nữa. Còn cái cây mai, cái lá mai này á, thì nó cũng tương tự như thế các bạn, nó cũng bị do thời tiết mà mình xả tàn, mình thay chất chồng mình không đậy lại đó, thì nó cũng bị tương tự như thế. Thì nói chung là cái này là do bệnh nấm hồng không đó các bạn. Còn cái phần trên thân, trên cành của cây mai của mình á, thì các anh nên quan sát, các anh coi thử rồi nó có bị nấm hồng hay hoặc là nó bị nấm trắng, nấm đen mà nó đóng 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 trên cây mai đó, thì các anh nên vệ sinh cho nó sạch sẽ ra. Nhớ là lúc mà mình vệ sinh á, thì mình làm phải cho nó nhẹ nhẹ, đừng có để cho nó hư thân, nó hư hư da á. Rồi sau đó các anh để cho nó ráo đi, quay ngang các anh lấy cốc 85 hay hoặc là các anh lấy vôi nước á, các anh quét lên trên thân nó, thì nó cũng là khắc phục cái tình trạng này khá là hay. Còn cái phần trên tàn của nó các bạn, trên cái bộ lá đó thì các bạn thấy nó ra được một cây đọt, hai ba cây đọt, nó ra lá non đó.
thì các bạn phải kiểm tra thường xuyên cái vấn đề thuốc sâu, thuốc bọ chỉ nè. Nhưng mà các bạn nên nhớ là mỗi lần mình phun á thì mình phải cộng đốt 2 vô, giúp cho bộ lá của mình nó xanh đậm nè, rồi nó dày, nó to. Đốt 2 khá là hay đó các bạn. Thì các loại thuốc đó em đã chia sẻ video trước rồi, thì các anh muốn biết cách pha nó thì xem lại video đó để mình biết cách pha nha. Rồi em xin nhắc lại em lần nữa nha, lá mai của mình nó bị vàng lá hơi hơi như thế này và vàng lá gân xanh như thế này, đây là biểu hiện của bệnh nấm hồng các bạn. Do thời tiết nắng nóng nè, mình thay chất chồng hoặc là mình xả tàn rồi đó, mình không có che cái mặt chậu lại hoặc là mình không che trên tàn lại, thì thời tiết nắng nóng lên rồi chất chồng của mình nó bị nóng, nó nóng rồi quen ăn cái nó có cái biểu hiện là bị vàng lá hơi như thế này và vàng lá gân xanh như thế này. Cái vàng lá này á thì giống như khi mà cây mai mình ra lá non rồi đó, cũng giống như một đứa con nít vậy đó các bạn. Nó nhạy cảm lắm, chịch một cái là quen ăn nó bị bệnh ngay lập tức. Trong chất chồng á thì mình giữ độ ẩm vừa phải, bởi vì mình ăn Tết xong rồi nè, mình cắt những cái trái, những cái bông bỏ rồi đó, hoặc là mình xả tàn đó, thì nó đang ra lá non đó, thì cây mai của mình lúc đó nó không có cần nước nhiều các bạn. Nếu mình tưới nước nhiều quá là nó dư cái độ ẩm trong chậu, thối rễ, rồi nó biểu hiện qua bệnh trên trên lá nữa. Rồi vấn đề thứ hai, nếu mà cái thân của cây mai của mình mà nó bị bệnh á thì các anh nên vệ sinh bằng nước lạnh cho nó sạch sẽ nè, rồi sau đó mình lấy cốc 85 hoặc là mình lấy vôi á, mình quét lên thân nó, thì nó khắc phục được hai cái loại bệnh này khá là hay. Dạ rồi, thì trong video này em chỉ chia sẻ như vậy đó. Các anh và các bạn thấy em nói có hay và có hiệu quả thì các anh hãy nhớ thương em cho em một like. Bạn nào chưa đăng ký đó thì hãy đăng ký ủng hộ giùm cho em nha. Dạ, cuối video thì em xin chúc các chú, các anh và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công. Dạ, em xin chào các chú, các anh và các bạn nha.